Quay em đưa lên YouTube, em làm phim trẻ thơ. Bé quay gì, bé tô gì đây? Con này là con gì con? Thả cho chú xem nào. Wow, con này rất là đẹp phải không? Đây là chén màu phải không? Con này là con gì con? Chào các bạn nhỏ đây nè. Chào đây nè. Đây là con gì vậy? Giỏi không? Em không giỏi quá nhỉ. Câu được mấy con rồi? Ô, bạn nhỏ này giỏi nhỉ, câu được quá trời cá luôn này. Hai con câu tiếp đi. Ô, được con nữa đây này. Được rồi.